Tè bậy trước nhà đối thủ, hai thanh niên ở Thanh Hóa bị chém trọng thương. Trốn khỏi khu cách ly tập trung ở Bắc Giang, nam thanh niên bị phạt 10 triệu. Trải lòng của nữ giáo viên mắng học sinh là quái thai tâm hồn, rác rưởi, đồ mặt hạng. Cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 6 người trong thùng xe luồng xanh. Bắt đối tượng lợi dụng dịch bệnh, tự lập chốt để cưỡng đoạt tài sản. Thành phố Kon Tum vượt chốt kiểm dịch Covid-19 bị phạt gần 17 triệu đồng. Tự xưng là Ngọc Hoàng Đại Đế giúp chăm họ chống Covid-19 bằng trấn yểm. Một thiếu nữ tố bị nhóm đòi nợ đánh đập, ép trả cả tiền lẫn tình. Cảnh sát giao thông khống chế tài xế có hơi men, phóng xe bỏ chạy khỏi khu cách ly. Bị phạt 7,5 triệu đồng vì phao tin Hà Nội mở lại tiệm cắt tóc. Cảnh sát chặn cao tốc vây bắt tài xế trốn cách ly, chống người thi hành công vụ. Xe Beijing đại náo tuyến phố, xử lý hành chính. Vụ bắt quả tang đôi nam nữ mây mưa trong khách sạn ở Hà Nội lúc giãn cách, diễn biến mới nhất. Ủy ban kiểm tra tỉnh Phú Thọ kỷ luật 4 cán bộ công an. Cảnh giác tin giả về Covid-19 để kêu gọi từ thiện. Quý vị vừa điểm qua những tin tức chính có trong chương trình ngày hôm nay của bản tin An ninh Trật tự. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Tự xưng là Ngọc Hoàng Đại Đế giúp chăm họ chống Covid-19 bằng trấn yểm. Thời gian gần đây, nhiều người phản ánh bức xúc với hành vi đăng tải nhiều clip trên mạng xã hội tuyên truyền mê tín dị đoan, xúc phạm hương đạo đại vương Trần Quốc Tuấn của ông Lương Gia Long ngụ tại Hà Nội. Ông Long còn bị nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh, phó chủ nhiệm Trung tâm Bảo tồn Đạo mẫu Việt Nam, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội, làm đơn tố cáo các hành vi gây bất bình với những người theo tín ngưỡng đạo mẫu để gửi tới Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cơ quan An ninh Văn hóa của Bộ Công an và các cơ quan báo chí. Theo tìm hiểu của phóng viên, tài khoản Facebook Lương Gia Long và tài khoản YouTube Thầy Long, phần bỏ lửng là số điện thoại của ông Long, liên tục đăng tải nhiều clip tự nhận rằng ông này đã giúp bách gia chăm họ tiêu trừ Covid-19 bằng trấn yểm. Ngoài ra còn có các clip xem bói, tâm linh huyền bí, clip xăm soi, xử lý vong tà, chủ yếu qua mạng cho người Việt ở Đức, Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan. Kênh YouTube Thầy Long có 110.000 người đăng ký, giới thiệu số điện thoại, địa chỉ nhà riêng tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giờ làm việc để khách hàng tiện liên hệ. Trên tài khoản Facebook thì ông Long nói mình từng là giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội. Clip chia sẻ tâm linh trên kênh YouTube ngày 4 tháng 5, ông Long nói dịch Covid-19 hiện nay là do thế lực rất mạnh ngoài tam giới, chúng mượn mệnh nhân gian để thực hiện các hành vi sao cho nhân gian này đi đến hồi mạt vận, mạt kiếp. Trong một số clip khác đăng tải có tiêu đề Thực trạng Covid qua con mắt tâm linh, ông Long nói Covid-19 là do một nhóm pháp sư nước ngoài điều binh khiển tướng. Cuối clip cho thấy camera ở nhà ông bị nhiễu trong vài chục giây. Ông Long nói là do âm binh đến tấn công vì ông đang tiêu diệt chúng để đẩy lùi Covid-19. Trong clip ngày 4, 5 và một số clip khác của ông Long đều khẳng định ông cùng học trò của mình phải nỗ lực hàng ngày, hàng đêm để tìm mọi cách ngăn chặn sự phủ của thế lực này, vì thế lực này phủ đến đâu thì dịch tràn đến đó. Vũ khí của ông Long là một vũ khí xuất hiện lần đầu ở chốn dân gian. Trước đây ông sử dụng nó ở trên thiên, nay phải mang nó xuống trần, hỗ trợ, đẩy lùi các thế lực và làm yên cho các nhân mạng trên trần gian này không vướng phải con Covid. Trong clip thông báo quan trọng đăng tải ngày 12 tháng 5, ông Long khẳng định, hiện tại Covid-19 đang thế nào thì ông không nắm được vì không quan tâm tới thời sự. Nhưng về mặt tâm linh thì thời gian qua, thầy trò ông đã ngăn chặn thành công đợt dịch. Trong clip này, ông nhắc nhở những người thuộc dạng vô thần hoặc anti-fan đừng buông lời nọ, lời kia khiến ông bực mình. Vì khi bực, ông sẽ cho thiên hạ một phen trải nghiệm. Lúc đó người dân vô tội sẽ bị ảnh hưởng liên đới. Ông cũng không quên quảng cáo thời gian dịch bệnh này, ông không xem bói trực tiếp tại nhà mà sẽ xem qua mạng, ưu tiên người Việt sống ở nước ngoài trước. Một ngày sẽ cố gắng xem cho từ 5 đến 10 người. Trong clip đăng tải, ông Long nói mình đang ở Lâm Đồng, vận hành từ xa để diệt trừ Covid-19 cho Đà Lạt vì không vào được thành phố. Ông tuyên bố bắt đầu từ ngày 12 tháng 7 trở đi, các con số về Covid-19 sẽ giảm xuống chứ không thể tăng. Thầy cho tôi còn sống, Covid-19 không thể tăng thêm trên lãnh thổ Việt Nam. Nhiều người đặt ra câu hỏi, tại sao trong những ngày giãn cách xã hội căng thẳng ở nhiều tỉnh thành mà nhóm của ông Long vẫn ngang nhiên đi xuyên Việt từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh để hành nghề mê tín dị đoan. Ngày 14 tháng 9, ông này cho biết vừa trở về Hà Nội sau chuyến đi xuyên Việt vào thành phố Hồ Chí Minh để trấn yểm, nhưng cũng không phải cách ly theo quy định cho những người từ vùng dịch trở về.
Về câu chuyện thầy Long chia sẻ thông tin mê tín dị đoan trên mạng xã hội, thông tin sai lệch về COVID-19, một lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, đến nay Sở chưa nhận được phản ánh của người dân về trường hợp này. Nhưng ông khẳng định hiện nay, các quy định pháp luật về xử phạt hành vi tuyên truyền thông tin sai sự thật, vu khống truyền bá mê tín dị đoan trên mạng xã hội đã rất rõ. Ông khuyến khích người dân khi phát hiện sai phạm thì báo cho cơ quan chức năng thông qua các kênh như Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội hoặc Phòng An ninh mạng Công an Hà Nội và các cơ quan quản lý về an ninh mạng. Nếu xác định đúng thông tin như người dân phản ánh thì Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý khác. Một thiếu nữ tố bị nhóm đòi nợ đánh đập, ép trả cả tiền lẫn tình. Sau khi vay 5 triệu đồng, một cô gái trẻ 15 tuổi liên tục nhận được điện thoại đe dọa, đánh đập, buộc phải trả 9 triệu đồng cả gốc lẫn lãi. Ngoài ra nạn nhân còn tố bị một trong số những kẻ đòi nợ nhiều lần làm chuyện đồi bại với mình. Ngày 17 tháng 9, Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Quang Vinh, sinh năm 1998, trú xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên. Tưởng Nguyễn Long, sinh năm 2000, trú thị trấn Hưng Nguyên, về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Và Tạ Quang Thiền, sinh năm 1999, trú xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, về hành vi giao cấu với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Trước đó vào trưa ngày 15 tháng 9, Công an huyện Hưng Nguyên nhận được đơn tố giác tội phạm của chị NTP, sinh năm 2006, trú huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, cô gái này cho hay, thời gian qua cô thường xuyên bị Long và Vinh gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa, đánh đập để đòi lại số tiền 5 triệu đồng mà P đã vay trước đó. Đến nay, hai đối tượng này đã buộc P phải trả 9 triệu đồng cả gốc lẫn lãi. Ngoài ra, chị P còn tố giác Thiều đã nhiều lần có hành vi làm chuyện đồi bại với mình. Vào cuộc điều tra, Công an huyện Hưng Nguyên đã nhanh chóng xác định và truy bắt các đối tượng có liên quan. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hưng Nguyên điều tra làm rõ. Mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý khác. Cảnh sát giao thông khống chế tài xế có hơi men, phóng xe bỏ chạy khỏi khu cách ly. Tối ngày 16 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát Giao thông đã khống chế bắt giữ đối tượng manh động nguy hiểm, có nồng độ cồn trong hơi thở, không chấp hành cách ly y tế. Khi lực lượng công an đưa đi cách ly, thì lái xe này bỏ chạy trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Theo đó, sau khi nhận được tin báo của Công an tỉnh Thái Nguyên về việc một đối tượng manh động liều lĩnh có biểu hiện chống đối, trốn tránh khu cách ly tập trung, chống người thi hành công vụ, cố tình điều khiển xe ô tô biển số 99A-26366 bỏ chạy trên tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên từ nút giao Tân Lập hướng Thái Nguyên đi Hà Nội. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ để sẵn sàng đón lõng vây bắt đối tượng. Quá trình triển khai nhận thấy đối tượng có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông, nên tại chốt km 17+300, lực lượng cảnh sát giao thông đã ra hiệu lệnh dừng tất cả các phương tiện đang lưu thông hướng Hà Nội, cương quyết dừng phương tiện, không cho đối tượng này bỏ chạy. Đến 20 giờ 43 phút cùng ngày, tại km 17+300 nút giao Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, thuộc tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, tổ công tác đã dừng vô hiệu hóa được xe ô tô biển số 99A-26366 và khống chế bắt giữ đối tượng. Qua kiểm tra, đối tượng tên Trần Quang Hoàng, sinh năm 1968, trú tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn của đối tượng, phát hiện trong hơi thở có nồng độ cồn là 0,088mg trên 1 lít khí thở. Không phát hiện chất cấm qua kiểm tra bằng nước tiểu. Quá trình làm việc, Hoàng tỏ ra không hợp tác với lực lượng cảnh sát giao thông. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối tượng Hoàng về hành vi điều khiển xe trên đường mà hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở, tạm giữ phương tiện và khám xét phương tiện. Vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý khác. Bị phạt 7,5 triệu đồng vì phao tin Hà Nội mở lại tiệm cắt tóc. Một cô gái là chủ cửa hàng điện thoại ở Hà Nội đã đưa tin sai sự thật trên Facebook về việc mở quán ăn tiệm cắt tóc đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Trước đó, vào tháng 8 năm 2021, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đội an ninh công an quận Đống Đa Hà Nội phát hiện tài khoản Facebook GP Shop đăng tải thông tin. Tin vui, Hà Nội sẽ mở cửa trở lại quán ăn, tiệm cắt tóc trong tuần tới. Cơ quan chức năng xác định đây là thông tin sai sự thật và gây hoang mang dư luận. Đội an ninh công an quận Đống Đa đã làm rõ chủ cửa hàng điện thoại GP Shop là chị NHT, sinh năm 1993, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội, đã đăng bài viết có nội dung sai sự thật. Ngày 14 tháng 8, Công an quận Đống Đa đã mời chị NHT lên làm việc. Tại cơ quan công an, chị T đã thừa nhận hành vi của mình, đồng thời cam kết không tái phạm.
Công an quận Đống Đa đã lập hồ sơ đề xuất Giám đốc Công an thành phố Hà Nội ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với chị T về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân theo điểm A khoản 1, điều 101, Nghị định 15/2020 NĐ-CP của Chính phủ. Công an Thanh Hóa vừa bắt giữ Bùi Văn Thảo, tức Thảo Thủy, sinh năm 1982, trú xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, về hành vi giết người. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 16 tháng 9, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai trường hợp là đàn em của Bùi Văn Thảo, gồm Đỗ Xuân Hưởng, sinh năm 1995, ở huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, và Mai Văn Lệnh, sinh năm 1991, ở thôn Hải Bình, xã Nga Hải, huyện Nga Sơn, về hành vi giết người. Theo tài liệu điều tra ban đầu, do mâu thuẫn từ trước với Bùi Văn Thảo, khoảng 19 giờ ngày 9 tháng 9, anh Bùi Văn Học, sinh năm 1995, trú tại thôn Đông Kinh, xã Nga Trường, huyện Nga Sơn, đã đến nhà Thảo đứng ngoài cửa chửi bới, thách thức và tiểu tiện ngay trước cửa nhà Thảo. Vì bực tức nên Thảo đã gọi điện cho hai đàn em của mình là Đỗ Xuân Hưởng và Mai Văn Lệnh ở thôn Hải Bình, xã Nga Hải, mang theo hung khí gồm dao, dạng phớ và tuyếp sắt đi xe máy đến nhà anh Học để thanh toán. Tại đây, những người này đã dùng dao, tuyếp sắt đánh anh Bùi Văn Học bị trọng thương ở vùng đầu, đồng thời chém trọng thương anh Bùi Văn Đức, sinh năm 1993, là anh trai của anh Học. Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau khi bị bắt, những người này khai nhận do Bùi Văn Thảo chỉ đạo, vì vậy công an đã mở rộng điều tra vụ án, đồng thời bắt khởi tố Thảo về hành vi giết người. Hiện vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Sau 4 ngày bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung ở Bắc Giang, Hoàng Văn Toàn được công an tìm thấy ở Hà Nội và được đưa đi cách ly, đồng thời bị phạt 10 triệu đồng. Ngày 18 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên, Bắc Giang quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với Hoàng Văn Toàn, sinh năm 1992, trú tại thôn Hà, xã Việt Tiến, Việt Yên, do trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế. Ngày 8 tháng 9, Hoàng Văn Toàn bắt đầu thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung ở trụ sở Ủy ban Nhân dân thị trấn Nánh cũ do mới trở về địa phương từ phường Trung Tự, thành phố Hà Nội. Quá trình cách ly, Toàn được sắp xếp ở cùng phòng với 3 người khác. Chiều ngày 13 tháng 9, khi cán bộ y tế đi kiểm tra thân nhiệt thì không thấy Toàn ở phòng. Qua xác minh, những người cùng phòng đã cách ly được biết khoảng 11 giờ 10 Toàn đi lấy cơm trưa vẫn có mặt tại phòng cách ly. Lực lượng chức năng xác định Toàn bỏ trốn khỏi khu cách ly từ khoảng 11h30 đến 14h20 ngày 13 tháng 9. Ngay sau đó, Ban Quản lý khu cách ly báo cáo sự việc lên Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Việt Yên, Bắc Giang và tổ chức truy tìm Hoàng Văn Toàn. Đến ngày 17 tháng 9, Công an huyện Việt Yên tìm thấy Toàn khi đang ở thành phố Hà Nội và đưa về cách ly tại khu cách ly tập trung thị trấn Nánh. Liên quan đến sự việc nữ giáo viên TTHI, 51 tuổi, giáo viên trường Trung học phổ thông Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, được cho là có hành vi mạt sát, chửi mắng thậm tệ học sinh. Ông Trần Công Sơn, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Cam Lộ cho biết, đang phối hợp với cơ quan công an, Sở Giáo dục và Đào tạo xử lý theo quy định. Theo ông Sơn, cô Y đã có bản tường trình và thừa nhận sai phạm của mình. Trong tường trình, cô Y cho hay khi đang giảng bài trong lớp học trực tuyến thì em G đã có những lời lẽ tục tĩu, hỗn láo với giáo viên khiến cô bức xúc, không giữ được bình tĩnh nên dẫn đến việc phát ngôn thiếu chuẩn mực. Trong khi đó, tường trình của nữ học sinh bị mắng là em Phạm Thị HG, học sinh lớp 11A5 phủ nhận việc tham gia lớp học trực tuyến của cô Y. Do vậy, nhà trường đang tiếp tục làm rõ sự việc. Nhiều ngày sau khi sự việc xảy ra, trao đổi với phóng viên, cô Y cho hay đã nhiều lần nghe lại đoạn clip ghi âm và thừa nhận bản thân đã mất kiểm soát trong khi nóng giận. Cô Y cho biết bản thân là giáo viên dạy văn với 26 năm kinh nghiệm trên bục giảng. Tôi chưa bao giờ tức giận như vậy, cô Y nói. Theo nữ giáo viên, sự việc xảy ra vào ngày 14 tháng 9 trong tiết học thứ 3 ở lớp 11A5 khi đang giảng dạy trực tuyến qua ứng dụng Zoom. Lớp có 31 học sinh. Tôi dạy được một lúc thì hỏi cả lớp có hiểu bài hay không. Lúc này em học sinh ở vị trí số 11 trên lớp trực tuyến trả lời, em không hiểu, với giọng rất nặng nề. Tôi hỏi vì sao chưa hiểu, thì G trả lời, em đang ăn mì tôm nên không hiểu. Cô Y cho biết đã nghe lại đoạn ghi lời chửi mắng xúc phạm mà mình đã nói trong buổi học. Đưa giáo viên thừa nhận lời nói quá nặng nề, rõ ràng là đã sai. Lỗi là do học sinh nhưng bản thân xử lý như vậy là sai. Tôi lẽ ra cần bình tĩnh hơn để giáo dục học sinh. Đúng là giận quá mất khôn, cô Y trình bày.
Liên quan đến sự việc, em Đoàn Gia Bảo, bí thư chi đoàn lớp 11A5, trường Trung học phổ thông Cam Lộ xác nhận nữ học sinh G có tham gia lớp học trực tuyến nhưng tắt màn hình. Các bạn trong lớp đều nghe thấy bạn G trả lời: "Em đang ăn mì tôm nên không hiểu bài." Trước đó, một đoạn ghi âm dài 6 phút ghi lại âm thanh một lớp học online qua ứng dụng Zoom. Trong đoạn clip, giọng nữ được xác định là của cô giáo Y đã sử dụng rất nhiều ngôn ngữ nặng nề, khó nghe dành cho một nữ sinh. Cha mẹ vất vả làm ăn, để con nó không quái thai về thể xác mà quái thai về tâm hồn. Một loài rác rưởi của xã hội. Thậm chí cô Y còn ví học sinh là con chó. Một loài rác rưởi của xã hội, ngon thì cứ bất cam lên nhìn cô Yến xem á. Một xe luồng xanh chở 6 người trong thùng xe vừa bị Cảnh sát Giao thông Bình Triệu phát hiện, bắt giữ. Trưa ngày 18 tháng 9, đội Cảnh sát Giao thông Bình Triệu thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt PC08, Công an TP.HCM đã bàn giao tài xế xe tải cùng 6 người trong thùng xe cho Công an Phường An Bình, thành phố Dĩ An, Bình Dương điều tra xử lý theo quy định. Theo đó, khoảng 10 giờ cùng ngày, tổ công tác thực hiện nhiệm vụ chốt kiểm soát phòng chống COVID-19 trên quốc lộ 1 Lê Trọng Tấn thì phát hiện xe tải có mã QR luồng xanh về ngã tư Linh Xuân có dấu hiệu khả nghi nên ra hiệu dừng xe. Tại đây, cảnh sát giao thông phát hiện bên trong thùng xe tải có 6 người cùng nhiều đồ đạc tư trang. Những người này khai là vừa hoàn thành cách ly tập trung tại một cơ sở cách ly trên địa bàn phường An Bình nhờ trở về địa phương để khai báo y tế. Cảnh sát Giao thông Bình Triệu sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính tài xế lái xe tải với lỗi chở người trên thùng xe tải trái quy định. Bên cạnh đó, Cảnh sát Giao thông bàn giao phương tiện và những người trên cho Công an Phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương để chuyển về địa phương theo quy định. Tại Quảng Bình, đối tượng Lê Văn Hải đã tự ý lập chốt, chặn các phương tiện ô tô, xe máy của người đi đường, sau đó đe dọa rồi thu tiền bất hợp pháp của người và phương tiện qua lại. Ngày 17 tháng 9, Thượng tá Hoàng Giang Nam, trưởng Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, thông qua nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng của đơn vị đã vào cuộc điều tra, phát hiện, bắt giữ một đối tượng tự lập chốt, chặn người và phương tiện tham gia giao thông để cưỡng đoạt tài sản. Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 17 tháng 9, Công an huyện Quảng Ninh nhận được tin báo của người dân ở các xã Hàm Ninh, Võ Ninh, Lương Ninh và thị trấn Quán Hầu thuộc huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Phản ánh tại đường liên xã Võ Ninh Hàm Ninh, đoạn thuộc địa phận thôn Trúc Ly, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, đối tượng Lê Văn Hải, sinh năm 1984, trú tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, đã tự ý lập chốt, chặn các phương tiện ô tô, xe máy của người đi đường, sau đó đe dọa rồi thu tiền bất hợp pháp của người và phương tiện qua lại. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị triển khai lực lượng nắm tình hình, thu thập tài liệu và bước đầu xác định được hành vi có dấu hiệu phạm tội của Lê Văn Hải. Cơ quan Công an huyện Quảng Ninh đã triệu tập Lê Văn Hải để làm việc, đấu tranh làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản của đối tượng Hải, thu giữ số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của Hải cùng một số tang vật quan trọng khác. Cũng theo Công an huyện Quảng Ninh, thời gian qua, Lê Văn Hải là đối tượng thường xuyên có hành vi quậy phá, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Cơ quan Công an địa phương đang tiếp tục điều tra làm rõ và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, có 7 xã thị trấn gồm các xã Gia Ninh, Vĩnh Ninh, Duy Ninh, Lương Ninh, Võ Ninh, Hải Ninh và thị trấn Quán Hầu đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 CTTTG. Các tổ dân phố Làng Văn và Bình Minh thuộc thị trấn Quán Hầu và thôn Trường An, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh đang giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 CTTTG để phòng chống dịch bệnh. Tại đây, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã lập tổ, chốt kiểm soát, phòng chống và ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Lực lượng Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đang nỗ lực, cố gắng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa bàn, đồng thời tích cực tham gia triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 nhằm bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Ủy ban Nhân dân thành phố Kon Tum đã ra quyết định xử phạt một nam thanh niên gần 17 triệu đồng vì hành vi vượt chốt kiểm dịch. Ngày 18 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Kon Tum đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với NTK, 24 tuổi, ở huyện Chư Prong, Gia Lai, người có hành vi vượt chốt kiểm dịch vào ngày 11 tháng 9. NTK bị xử phạt với 7 hành vi vi phạm, bao gồm không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người kiểm soát giao thông, điều khiển xe đánh võng trên đường, không có giấy phép lái xe và điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, không mang theo giấy đăng ký xe. Tổng mức phạt các hành vi vi phạm là gần 17 triệu đồng. Như phóng viên đã đưa tin, tối ngày 11 tháng 9,
K điều khiển xe máy chở theo một thanh niên di chuyển trên quốc lộ 14 theo hướng Gia Lai - Kon Tum với tốc độ cao. Khi đến chốt kiểm tra phòng dịch COVID-19 ở xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, lực lượng cảnh sát giao thông tại chốt đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng K không chấp hành mà phóng xe vượt chốt, bỏ chạy vào trung tâm thành phố Kon Tum. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, tổ tuần tra của phòng cảnh sát giao thông tỉnh phát hiện hai người này chạy ngược về hướng Gia Lai nên đã tiếp tục truy đuổi. Khi đến thành phố Pleiku, Gia Lai, lực lượng chức năng chặn được chiếc xe máy, đưa cả người và phương tiện về thành phố Kon Tum để xử lý theo quy định. Cảnh sát chặn cao tốc vây bắt tài xế trốn cách ly, chống người thi hành công vụ. Lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát Giao thông mới đây đã khống chế, bắt giữ đối tượng manh động, nguy hiểm vì có nồng độ cồn, không chấp hành cách ly y tế. Lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát Giao thông cho biết đã khống chế, bắt giữ đối tượng manh động, không chấp hành cách ly y tế. Khi lực lượng công an đưa đi cách ly thì người này lái xe bỏ chạy trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Cụ thể vào khoảng 20 giờ ngày 16 tháng 9, tổ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm thuộc đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Cục Cảnh sát Giao thông nhận được tin báo của công an tỉnh Thái Nguyên về việc có một thanh niên manh động, liều lĩnh, có biểu hiện chống đối, chống khu cách ly tập trung, chống người thi hành công vụ, cố tình điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 99A26366 bỏ chạy trên tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên từ nút giao Tân Lập hướng Thái Nguyên đi Hà Nội. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ để sẵn sàng đón lõng vây bắt đối tượng. Quá trình triển khai nhận thấy đối tượng có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông, nên tại chốt km 17+300, lực lượng cảnh sát giao thông đã ra hiệu lệnh dừng tất cả các phương tiện đang lưu thông hướng Hà Nội, cương quyết dừng phương tiện không cho tài xế bỏ chạy. Đến 20 giờ 43 phút cùng ngày, tại km 17+300, nút giao Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, thuộc tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, tổ công tác đã dừng vô hiệu hóa được xe ô tô biển số 99A26366 và khống chế bắt giữ đối tượng. Qua kiểm tra, người này tên Trần Quang Hoàng, 53 tuổi, trú tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn của đối tượng, phát hiện trong hơi thở có nồng độ cồn là 0,088mg trên lít khí thở, không phát hiện ma túy qua kiểm tra bằng nước tiểu. Quá trình làm việc, Hoàng tỏ ra không hợp tác với lực lượng cảnh sát giao thông. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính người đàn ông 53 tuổi về hành vi điều khiển xe trên đường mà hơi thở có nồng độ cồn, chưa vượt quá 0,25mg trên lít khí thở, tạm giữ phương tiện và khám xét phương tiện. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Đây nha, bỏ luôn. Mức độ cồn của anh là 0,088mg trên 1 lít khí thở nhá. Quay đây anh này. Đi làm anh nhá. Rồi. Anh hai vạch hết nhá. Anh âm tính ma túy. Để tôi đứng xoay cho cái đứng xong cái đi. Đây này, đây được chưa? Chính xác. Được chưa anh? Đây dùng ma túy bao giờ? Ok, cái này là tất cả là đều máy móc và thiết bị nghiệp vụ hết, không hề là nói bằng mồm được đấy. Được chưa? Đó nồng độ cồn bằng máy, đó ấy bằng máy. Chụp luôn để làm cái biên bản kia. Xe Beijing đại náo tuyến phố, xử lý hành chính. Trong vụ nam thanh niên lái xe không biển số đại náo tuyến phố, gây tai nạn, hiện hai gia đình đã tự hòa giải. Vào khoảng 12 giờ 20 trưa ngày 16 tháng 9, tại phố Thụy Khuê, đoạn qua chợ Bưởi, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, một nam thanh niên khoảng 25 tuổi điều khiển một chiếc xe 7 chỗ nhãn hiệu Beijing, không biển kiểm soát, đã bất ngờ va chạm với một xe ô tô khác đi chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh đã khiến chiếc xe trên bị gãy trục trước, không thể di chuyển. Sau khi xảy ra sự việc, người điều khiển xe Beijing không biển số vẫn cố tình rồ ga bỏ chạy, va quẹt vào phương tiện khác đi đường. Theo một nguồn tin, hiện các bên đã tự hòa giải. Nhiều người băn khoăn cho rằng trong vụ việc trên thì hai bên hòa giải rồi thì tài xế có chịu trách nhiệm trước pháp luật hay không. Bày tỏ quan điểm trước vấn đề này, luật sư Nguyễn Hoàng Tiến nói, việc tài xế điều khiển phương tiện giao thông không có biển số và va chạm với phương tiện khác đã vi phạm luật giao thông đường bộ. Những hành vi này sẽ đều bị công an giao thông xử phạt hành chính. Trong trường hợp người điều khiển xe gây nên hậu quả nghiêm trọng như làm chết người, gây thương tích, tai nạn trên 61%, gây thiệt hại về tài sản có giá trị lớn sẽ bị xem xét xử lý hình sự. Trong vụ việc này, việc tự hai bên hòa giải là tốt, kể cả những vụ án hình sự, luật pháp cũng khuyến khích việc hai bên hòa giải. Tuy nhiên, hòa giải chỉ là thỏa thuận giữa hai bên gia đình, còn việc xử lý thì công an, cảnh sát giao thông vẫn sẽ tiến hành. Ví dụ trong vụ án lớn, nghiêm trọng, làm thiệt mạng nhiều người, giữa hai bên có thể gặp nhau hòa giải, thỏa thuận bồi thường. Bên cạnh đó, người gây tai nạn vẫn sẽ bị xử lý hình sự, không thể lẫn lộn giữa hai việc này được. Kể lại sự việc, một nhân chứng cho biết,
Sau khi xảy ra vụ va chạm, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường yêu cầu tài xế dừng xe, xuống xe để làm việc, nhưng lái xe vẫn không hợp tác. Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, người dân và lực lượng chức năng đã dùng gậy, gạch đập cửa kính, sau đó khống chế đưa lái xe ra ngoài. Tài xế được đưa khỏi xe là một nam thanh niên có biểu hiện không bình thường. Sau đó, nam thanh niên cùng một người phụ nữ ngồi trên xe được đưa về trụ sở công an phường để làm việc. Đại diện công an phường Bưởi cho biết, chiếc xe Beijing đang đi trên đường thì gặp sự cố và mất lái, va chạm với hai ô tô khác. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế bị hoảng loạn. Khi đưa về phường, lực lượng công an đã test nhanh nhưng thanh niên này không có chất cấm. Sau đó, nam thanh niên này được đưa trở lại hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, vị này cho biết. Hiện công an phường Bưởi đang phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Vụ bắt quả tang đôi nam nữ mây mưa trong khách sạn ở Hà Nội lúc giãn cách, diễn biến mới nhất. Công an quận Cầu Giấy tiến hành tạm giữ hình sự người chủ và quản lý của khách sạn nơi phát hiện đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Ngày 16 tháng 9, phóng viên dẫn lời từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Cầu Giấy đã tạm giữ hình sự hai đối tượng Mai Xuân Chiến, 39 tuổi, trú tại phường Khương Thượng, Thanh Xuân, Hà Nội và Nguyễn Trung Anh, 29 tuổi, trú tại phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương để điều tra hành vi chứa mại dâm. Thông tin ban đầu cho biết, vào ngày 9 tháng 9, Công an quận Cầu Giấy tiến hành kiểm tra 3 khách sạn trên địa bàn. Tại cơ sở kinh doanh khách sạn ở ngõ 48 Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, Công an quận Cầu Giấy phát hiện bắt quả tang một đôi nam nữ mua bán dâm. Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ chủ khách sạn và quản lý khách sạn là Mai Xuân Chiến và Nguyễn Trung Anh để điều tra hành vi chứa mại dâm. Trước đó, cũng trên địa bàn thành phố Hà Nội, khách sạn Mayflower ở 11 Hàng Rươi vẫn mở cửa chui để đón khách vào mua dâm. Đối tượng bán dâm chủ động đăng hình ảnh mời chào lên web đen để thu hút khách. Liên quan đến khách sạn Mayflower, ngày 10 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định khởi tố can đối với Hà Tiến Sơn, sinh năm 1997, Tân Sơn, huyện Tân Sơn, Phú Thọ, và Hoàng Xuân Lộc, sinh năm 1994, ngõ 24 Kim Đồng, quận Hoàng Mai, Hà Nội, về tội chứa mại dâm, theo Điều 327 Bộ Luật Hình Sự. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Ủy ban Kiểm tra tỉnh Phú Thọ kỷ luật 4 cán bộ công an. 4 cán bộ ngành công an vừa bị kỷ luật có 3 người, nguyên là cán bộ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và 1 cán bộ thuộc phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Phú Thọ. Theo trang thông tin của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ngày 30 tháng 8, Ủy ban Kiểm tra tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định thi hành kỷ luật đối với 3 cán bộ, nguyên phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, công an tỉnh và 1 cán bộ nguyên phó đội trưởng phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Phú Thọ. Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra tỉnh Phú Thọ quyết định kỷ luật khiển trách đối với các ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư chi bộ, Trung tá, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chất cấm, Công an thị xã Phú Thọ, nguyên Phó Đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Phú Thọ. Đỗ Thanh Tùng, Đại úy, Phó trưởng Công an xã Thắng Sơn, huyện Thanh Sơn, nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Phú Thọ. Đỗ Việt Tuyên, Thượng úy, cán bộ Công an phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Phú Thọ. Theo Ủy ban Kiểm tra tỉnh Phú Thọ, năm 2018, khi còn là cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Phú Thọ, các cán bộ trên đã thiếu trách nhiệm, không thẩm tra, xác minh làm rõ nguồn gốc hàng hóa tạm giữ, dẫn đến việc Đội Quản lý Thị trường Cơ động tỉnh Phú Thọ xác định, ban hành quyết định trả lại hàng hóa cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư AMI Việt Nam, địa chỉ tại số 23 ngõ 222 phố Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, không đảm bảo căn cứ, gây thất thoát ngân sách nhà nước. Ủy ban Kiểm tra tỉnh Phú Thọ cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với các ông Đỗ Chí Hùng, Thiếu tá, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Yên Lập, nguyên Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Thọ. Theo Ủy ban Kiểm tra tỉnh Phú Thọ, năm 2019, với cương vị là Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Thọ, ông Đỗ Chí Hùng chưa thực hiện đúng trách nhiệm trong việc tham gia phối hợp kiểm tra xử lý vi phạm hành chính 3 tàu chở bán dầu trái phép tại cảng Sông Lô, huyện Đoan Hùng. Vi phạm của các cán bộ trên đã làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, của Công an tỉnh Phú Thọ và cá nhân. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Cảnh giác tin giả về COVID-19 để kêu gọi từ thiện. Sau nhiều ngày điều trị COVID-19 ở Bệnh viện Chợ Rẫy, tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung được rất nhiều người quan tâm. Mạng xã hội liên tục lan truyền những thông tin tiêu cực, ác ý liên quan đến ca sĩ. Nhiều đồn đoán về Phi Nhung như qua đời, chuẩn bị lên máy bay về Mỹ, hay gần đây có thông tin giọng ca ông mới Cà Mau tổn thương phổi nghiêm trọng, sức khỏe yếu dần nên phải can thiệp ECMO, hệ thống tim phổi nhân tạo.
Không chỉ là tin đồn qua đời, còn xuất hiện nhiều tài khoản lợi dụng danh nghĩa nữ ca sĩ đang lâm bệnh để quyên góp tiền chữa trị COVID-19. Những thông tin này phủ sóng trên mạng xã hội khiến người thân cùng gia đình nữ ca sĩ nhiều ngày qua cho biết đã rất mệt mỏi khi phải lên tiếng đính chính bác bỏ tin vịt. Mới đây nhất, trên Facebook, một tài khoản có tên NNC đã đứng ra kêu gọi quyên góp ủng hộ cho Phi Nhung trị bệnh. Ngoài ra, tài khoản này còn đăng tải nội dung kêu gọi từ thiện, trong đó người này lấy danh nghĩa là người thân, tên tuổi của ca sĩ Phi Nhung để tạo sự chú ý, tăng độ xác thực để lôi kéo mọi người. Chắc hẳn mọi người cũng biết chuyện bệnh tật hiện tại của ca sĩ Phi Nhung. Theo thông tin mới nhất mà em nắm được thông qua con gái Wendy, chị Nhung hiện đang tích cực điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Vẫn trong tình trạng bệnh nặng hôn mê, trợ thở bằng máy, chưa ăn uống được gì, phải luồn ống dẫn dinh dưỡng xuống tận dạ dày nuôi cơ thể. Nghĩ mà thương xót quá mọi người ạ. Sau đó, tài khoản NNC thông tin. Lúc Phi Nhung mạnh khỏe, thường đi làm việc thiện khắp nơi, không quản khó nhọc, kêu gọi sự trợ giúp của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm. Bây giờ đến lượt Phi Nhung khó khăn, không ai dám đứng lên kêu gọi sự trợ giúp cho chị ấy. Có lẽ vì chị ấy đang bị nhiều người tung tin thất thiệt. Nhưng hãy nhìn những gì chị ấy làm đi thì sẽ hiểu. Nuôi những đứa con cơ nhỡ rồi làm bao nhiêu việc thiện thì không cần phải bàn cãi. Vậy nay em mạnh dạn kêu gọi sự giúp đỡ từ người hâm mộ. Ai có tiền ủng hộ tiền, ai không có tiền thì ủng hộ bằng những lượt chia sẻ đi khắp nơi để mọi người biết nhiều ạ. Đồng thời dẫn một số tài khoản ngân hàng để mọi người có thể chuyển khoản ủng hộ cho Phi Nhung. Xuất hiện thông tin này, nhiều người cho biết sẵn sàng ủng hộ Phi Nhung về tiền bạc trong hoàn cảnh nữ ca sĩ đang phải chống chọi với COVID-19 bởi sự hâm mộ cũng như trân trọng vì trước khi đổ bệnh, giọng ca Chiều Qua Phà Hậu Giang đã có những việc làm thiện nguyện được đánh giá cao. Đón nhận thông tin trên, ngay lập tức quản lý của Phi Nhung và người thân của nữ ca sĩ đã lên tiếng đáp trả gay gắt. Quản lý của Phi Nhung khẳng định gia đình và người thân không hề kêu gọi ủng hộ như tài khoản NNC. Anh Đỗ Quang Trí, người thân của ca sĩ Phi Nhung thông tin. Ca sĩ Phi Nhung vẫn đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Theo đề nghị từ phía gia đình ca sĩ Phi Nhung, Bệnh viện Chợ Rẫy không cung cấp tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Phi Nhung, Phạm Phi Nhung cho bất cứ ai, trừ khi lãnh đạo bệnh viện yêu cầu và người phát ngôn là lãnh đạo kia. Ai tự ý cung cấp thông tin và hình ảnh ra bên ngoài phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Thực sự thì cũng còn rất nhiều bệnh nhân nặng đang cấp cứu, mà ai cũng như ai nên không thể phiền bác sĩ. Giám đốc bệnh viện cũng có chỉ đạo không được cung cấp tin của bệnh nhân nên tất cả chỉ là tin đồn. Khi nào có thông tin chính thức mới hơn, chúng tôi sẽ chủ động đưa ra thông báo. Anh Đỗ Minh Trí nhấn mạnh, gia đình và người thân của Phi Nhung không kêu gọi quyên góp, đóng góp gì để chữa bệnh cho Phi Nhung. Chỉ là tin đồn, không có thông tin nào là chính thức. Mong các bạn hãy tôn trọng chúng tôi, đây là những thông tin lợi dụng lòng tin để lừa đảo, trục lợi cá nhân. Mọi người khi tiếp nhận thông tin thì hãy sáng suốt. Có cùng nỗi bức xúc, siêu mẫu Xuân Lan, người bạn thân thiết với Phi Nhung và gia đình lên tiếng. Tất cả mọi người kêu gọi cho Phi Nhung đều là lừa đảo. Chị Phi Nhung và gia đình cũng như đại diện không có bất cứ kêu gọi giúp đỡ tiền bạc nào. Việc tung tin đồn qua đời khiến gia đình ca sĩ đã bận lòng vì người bệnh còn mệt mỏi bởi virus tin giả. Đại diện gia đình Phi Nhung đã thông báo với tất cả các khán giả và người hâm mộ trong ngoài nước. Toàn bộ những thông báo kêu gọi tiền ủng hộ của chị Phi Nhung chữa bệnh và những tin nhắn trong đoạn chat hoàn toàn là giả mạo lừa dối khán giả và fan. Chúng tôi và kể cả là quản lý Diễm Phạm không có bất kỳ một lời kêu gọi nào để quyên tiền ủng hộ cho chị Hai chữa bệnh. Hiện nay tất cả những vấn đề liên quan đến việc chữa bệnh của chị Hai đang được bệnh viện và gia đình chăm lo rất tốt. Cá nhân chị Phi Nhung không có tài khoản riêng tại Việt Nam. Liên quan đến người đăng bài viết kêu gọi ủng hộ ca sĩ Phi Nhung kể trên, cộng đồng mạng phát hiện đây là tài khoản của một nữ ca sĩ đã được gắn tích danh chính chủ của Facebook. Phía người thân ca sĩ Phi Nhung cũng đã nắm được thông tin này. Tuy nhiên, đại diện của ca sĩ Phi Nhung chia sẻ thêm, tài khoản cá nhân của ca sĩ NNC đã bị kẻ gian chiếm đoạt để đăng thông tin kêu gọi quyên góp tiền cho ca sĩ Phi Nhung. Theo dõi vụ việc, luật sư Nguyễn Hồng Thái, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, quy định khi cá nhân nào đó muốn kêu gọi quyên góp cho người khác trong hoàn cảnh người đó bị bệnh hoặc qua đời, cần phải có sự đồng ý, ủy quyền từ thân nhân của họ. Về vấn nạn nghệ sĩ đang trong quá trình điều trị COVID-19 mà thường xuyên bị mạo danh kêu gọi quyên góp khám chữa bệnh hay từ thiện để nhận tiền, tài sản là hành vi lừa đảo. Vì theo quy định phòng chống bệnh truyền nhiễm và chính sách của nhà nước Việt Nam, việc điều trị bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A như COVID-19 sẽ được miễn phí. Nhà nước cũng có chính sách hỗ trợ mai táng phí đối với những người tử vong vì dịch bệnh. Bởi vậy, người nào đưa ra thông tin về việc quyên góp tiền để điều trị bệnh cho COVID-19 và lo hậu sự thì đó là thông tin gian dối. Hành vi gian dối như vậy để chiếm đoạt số tiền từ 2 triệu đồng trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Với mạng xã hội, chỉ cần lập một tài khoản rồi gắn ảnh vào đó rất dễ, nên việc mạo danh người khác, đặc biệt là người của công chúng là chuyện có thể xảy ra.
Về góc độ pháp lý thì đó là hành vi vi phạm pháp luật, sử dụng thông tin, hình ảnh của người khác mà không được cho phép. Đặc biệt, giả mạo người khác rồi đi vay mượn quyên góp tài sản thì đó là hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Những trường hợp này, luật sư cho rằng không cần đơn tố giác, lực lượng an ninh mạng cũng có thể chủ động điều tra. Đây không phải lần đầu giới nghệ sĩ Việt vướng phải tình huống như này. Trước đây, một số nghệ sĩ như Chí Tài, Vân Quang Long qua đời đã xuất hiện nhiều tài khoản mạo danh trên mạng xã hội kêu gọi nhận tiền giúp lo hậu sự. Người thân của họ đã phải nhờ các nghệ sĩ tên tuổi khác lên tiếng đính chính. Người thân của ca sĩ Phi Nhung cũng bày tỏ bức xúc về tình trạng bị mạo danh và khẳng định không có ý định kêu gọi giúp đỡ. Điều gia đình mong muốn là sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, mọi chuyện sẽ bình yên trở lại. Được biết, nữ ca sĩ hiện đang điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Rất nhiều tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác đang chờ đón quý vị trong các bản tin tiếp theo trên kênh Tin Tức Việt. Quý vị đừng rời kênh vì Quỳnh Anh sẽ quay trở lại ngay.